Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một món ăn từ tôm nữa. Hôm nay mình sẽ làm tôm rang muối, rang trứng muối nha các bạn, rang trứng hột vịt muối đó. Thì để làm món tôm rang trứng muối ở đây mình sử dụng khoảng nửa ký tôm. Tôm này là tôm thẻ rồi tôm nhỏ nè các bạn. Thì mình chọn cái loại tôm nó tươi tươi chút khi mình rang với muối á, hột vịt muối á, nó sẽ ngon và nó thơm hơn ha. Rồi, cái nguyên liệu để mình làm kế tiếp là mình sử dụng hai trứng hột vịt muối. Hột vịt muối này là mình đã rửa sạch rồi nè, mình rửa cái lớp tro ở ngoài á, mình rửa sạch rồi. Bơ, mình sẽ sử dụng cái bơ này. Bơ thì các bạn có thể đun chảy trước hoặc là hồi mình cho vào chảo mình đun chảy sau cũng được hết luôn nha các bạn. Thì để nó đi kèm với này là mình sẽ sử dụng là củ hành tây, hành lá, bột bắp, và ở đây ăn kèm với cái tôm rang muối ngày hôm nay, trứng muối ngày hôm nay. Thì mình sử dụng cái tương ớt hoặc là tương xí muội, các bạn thích thì sử dụng tương cà cũng được luôn nha. Thì trước hết thì ở đây thì mình sẽ bắt đầu là tôm mình rửa rửa sạch rồi thì mình sẽ xẻ con tôm ra ha. Rồi trong thời gian đó thì mình sẽ lấy cái trứng muối này mình đi nấu nha, mình hấp cho nó chín nha các bạn, mình luộc cái trứng này cho nó chín luôn nha. Thì cái tôm này thì mình sẽ cắt cái gâu bớt ha, đầu. Cái gâu và cái đầu mình sẽ cắt bớt nha. Cái này nó nhọn lắm nè. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt con tôm này ra làm hai ha. Cắt ra làm hai luôn. Trong đây có cái chỉ thì các bạn lấy cái chỉ ra, chỉ này là chỉ tanh nè.
Cho bơ vào. Tỏi. Cái tỏi cho nó thơm luôn nha. Có mùi bơ nè. Bạn nào thích ăn ớt thì chúng ta cho ớt Đà Lạt vào ha. Nó ớt đó, đó nó không cay, còn cho ớt của mình vô nó cay. Mình không có đớt rồi lại thì mình cho củ hành nha. Trứng. Trứng muối này nó đã mặn rồi nên mình không có nêm gia vị gì trong cho cơm này hết nha. Giờ cái trứng này nó nhừ ra luôn nè. Vô ngon lắm nè, mình sẽ làm lên luôn, mình có tôm vào luôn nha. Wow, hết ý luôn các bạn, không thể tưởng tượng luôn. Nếu có tăng bơ nữa thì các bạn cho thêm bơ vào. Bơ này nó mau tan lắm nè. Mình cho vào là nó tan liền. Rồi mình tắt bếp nha. Để mình xào lâu quá mất cái độ giòn của cơm á. Wow, các bạn thấy nè. Ngon quá. Thơm quá. Rồi mình múc ra thôi. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món tôm xào trứng muối ngày hôm nay rồi các bạn. Tôm rang với trứng muối ngày hôm nay bạn ơi, rất là thơm và rất là ngon nha. Cái trứng muối nó cũng vị mặn mặn, ngò thơm mùi bơ và cộng thêm cái mùi ngọt của tôm nữa, rất là ngon. Rồi còn
bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.